Thắng Hoàng xin chào tất cả các bác nhé. Thì trong video clip này thì Thắng Hoàng gửi tới các bác một bộ karaoke để các bác có thể là tham khảo. Thì ở trong cái bộ dàn này thì cũng có những cái sản phẩm mà em bán, em gửi cho khách. Thì cũng nhân tiện em test luôn, em quay video luôn để cho anh em cũng tham khảo luôn những sản phẩm bên cửa hàng em nhé. Thì những cái sản phẩm bên em bán những cái mức giá thì nó cũng rất là bình dân thôi các bác ạ. Thì bộ karaoke này nếu như chọn bộ thì nó dao động khoảng tầm 15 đến 16 triệu full 30 nha các bác nhé. Đấy, full 30. Thì ở đây thì em dùng một bộ mic Beyer. Bên em bán thanh lý xả cho các bác. Kia kìa, rất là nhiều, rất là đẹp. Thì bên em bán giá cũng chỉ có 1 triệu 9 một bộ thôi. Giá này là giá gần như là rẻ nhất thị trường Việt Nam rồi. Đấy. Thì những với lại những cái dòng vang Vina. Vina thì bản này thì họ dùng bản vang Vina X3. Thì nếu như các bác dùng những cái bản Vina X5 đấy, thì nó dao động giá khoảng tầm 2 triệu rưỡi một cái, 2 triệu rưỡi một cái. Những dòng vang này thì nó khá là ổn định, dùng chất lượng âm thanh tốt và nó cũng là một trong những dòng truyền thống thông dụng ổn định nhất. Để cứ thế mà dùng thôi các bác ạ, không phải đi săn tìm hay đi săn đón những cái dòng vang nào nó linh ta linh tinh, mất thời gian. Những cái dòng này là dùng em thấy là khá là ổn định rồi, chất lượng âm thanh, độ bền cũng tương đối là ok, giá thành phải chăng. Cái bộ này thì em tính một đẩy này, một vang này, một mic này, một loa này, dao động khoảng tầm 15 đến 16 triệu. Thì tùy theo cấu hình anh em lựa chọn thì cái mẫu đẩy này thì em lựa chọn là mẫu đẩy hơn 4 triệu thì các bác có thể là sử dụng khoảng tầm 3 triệu đến 3 triệu rưỡi thì nó sẽ thay đổi cái mức giá của các bác nhá. Đó. Được chưa? Đôi loa này thì bên em cũng thanh lý luôn cho các bác này, dòng Menji của Đức. Đó, các bác thấy không? Đẹp từng góc cạnh nhá, đẹp không góc chết nhá. Đấy. Giá bán thanh lý cho các bác thôi, chắc cũng chưa đến 8 triệu đâu. Đấy, thanh lý. Chất lượng âm thanh thì bây giờ mời các bác hãy cùng nghe. Thì nếu như các bác được nghe trải nghiệm trực tiếp thì nó sẽ ok hơn rất là nhiều. Còn bây giờ mình nghe qua điện thoại thì nó cũng sẽ giảm thiểu đi những cái chất lượng mà điện thoại nó không thu vào được. Lịch 1-2 với những chất lượng mà Thắng Hoàng gửi đến cho các bác trong một cái bộ karaoke nó cũng chỉ có mười mấy triệu thôi các bác, nó khá là hay, khá là hay. Cũng có nhiều bộ karaoke nó cũng rất là nhiều tiền
Nhưng mà rồi nó cũng chỉ là mang tính chất thương hiệu thôi các bác. Có những người nhiều tiền thì người ta dùng những cái hàng, à tôi đang dùng cái loa này là loa của Đức nhập khẩu, loa của Mỹ nhập khẩu, hay là loa của Pháp chẳng hạn. Thì về chất lượng âm thanh thì nó cũng muôn vàn giới hạn lắm anh em ạ. Mỗi người sẽ có một cái cảm hứng âm thanh riêng. Về bộ karaoke này, Thắng Hoàng đánh giá cũng là một trong những cái chất lượng âm thanh khá là hay. Khá là hay luôn đấy các bác ạ. Em cũng làm nhiều bộ đắt tiền, rẻ tiền rồi. Nhưng mà nói như lúc nãy ban đầu là chơi theo hình thức thương hiệu thôi. Giống như như vậy thôi các bác ạ. Đấy thì mọi người có những nhu cầu khác nhau. Thì nếu như anh em có tham khảo, có đặt hàng thì các bác gọi điện trực tiếp qua cho Thắng Hoàng qua số 0969 800 985 các bác nhé. Thì bên em cũng rất là nhiều hàng, nó cũng đa dạng giá cả luôn. Đây cũng có cả HK40 đây, mấy chục triệu một đôi đây. Đấy, Jamsa đây. Đấy, rất là nhiều. Trong kia cũng khá là nhiều các cái mẫu loa khác nhau để cho anh em lựa chọn. Thì anh em nào có nhu cầu thì cứ gọi điện cho Thắng Hoàng nhé. Thì Thắng Hoàng xin cảm ơn các bác đã theo dõi video và xin chào tất cả mọi người.